lên, cố lên, cố lên. Hôm nay Tiểu Hoàng Phong thi đấu không tồi, đã đội mấy người cưỡi rồi, chỉ 300m đầu là chạy được, phía sau thì không ra gì nữa. Quá rồi, qua khúc cua rồi, vượt con ngựa của người Nhật rồi. Viên sái, lão quan, cha mời anh ấy đến rồi à? Con mời cậu ta không đến, ta mời lại đến được sao? Thằng khốn, cút ra đằng sau. Thi đấu cho nghiêm túc, sao lại đánh người? Vậy mày cút ra đằng sau đi. Còn quất nữa tôi quất lại đấy. Mày dám đánh người Nhật Bản, khốn nạn. Mày không biết xấu hổ, đồ khốn. Đồ khốn. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Anh ta đuổi theo, vẫn phải quất đấy. Chạy nhanh lên. Nhanh lên. Cút ra đằng sau. Vẫn chưa xong đúng không? Cút ra đằng sau. Không cho anh bài học. Anh không biết sự nhẫn nại của tôi có phải không? Tiểu Hoàng Phong, đá chết anh ta đi. Làm tốt lắm. Cố lên. Chiến sói, cố lên. Cố lên. Lão quan, cha nhìn thấy chưa, viên sái thắng rồi, anh ta xếp thứ nhất đấy. Anh ấy cưỡi Tiểu Hoàng Phong thắng rồi, anh ấy cưỡi Tiểu Hoàng Phong thắng rồi. Đừng lây ta nữa. Con đi đâu vậy? Theo quán lệ, người đứng thứ nhất phải đeo vòng hoa, con đi tặng hoa cho anh ấy. Con là đại tiểu thư nhà họ quan, con là chủ ở đây, những chuyện này có tiểu thư lễ nghĩa làm rồi. Con có tặng hoa cho người khác bao giờ đâu. Cha con cũng chưa từng tặng bao giờ. Cha ghen tị sao? Cha không nghĩ sao con thích anh ấy đây chứ? Cái đó thì ta không biết được. Dù sao ta chỉ biết Đồng Vĩnh Năng có thể nuôi được 7 cô tiên nữ. Tên tiểu tử này không nuôi nổi con đâu. Con không làm 7 nàng tiên, con đi tặng hoa đây. Xem ra tiên nữ muốn hạ phàm rồi. Sói, sói à, sói. Sói. Anh sói tử. Anh sói tử. Có chuyện gì? Tối qua anh ngủ trong chuồng ngựa, Viên Giả tới giờ vẫn chưa trở về. Mẹ anh đang sốt ruột kia kìa. Đi tìm khắp nơi rồi. Viên Giả không phải đến trường lấy bằng tốt nghiệp rồi sao? Chúng tôi đã đi tìm qua rồi. Họ nói anh ấy bị cướp hết tiền. Bị cướp hết tiền. Bị ai cướp? Tôi không biết. Cái này. Lại là hai người họ. Lần thứ hai rồi. Bán báo đây, bán báo đây.
Bạn học cậu có thấy Diên Giả đâu không? Không thấy, không nhìn thấy. Bạn học cậu có quen Diên Giả không? Có nhìn thấy không? Có nhìn thấy Diên Giả không? Anh, đây là lần cuối. Đây thực sự là lần cuối cùng. Anh đừng nói với Tiểu Ninh mà. Anh đừng nói. Mày thực sự bị ma quỷ che mờ mắt rồi. Anh à, đây là lần cuối cùng. Đây thực sự là lần cuối cùng. Anh đừng nói với Tiểu Ninh. Anh đừng nói. Là tôi. Tại sao ông không nói ám hiệu? Tôi không phải muốn cậu ngủ thêm sao? Ngư dân. Ngư dân? Cái gì ngư dân? Tôi cũng không phải đánh cá. Thanh toán đi. Bó phim mà cậu chế tạo, đối phương rất là hài lòng. Giảm được chi phí mua thuốc phiện của tôi. Đây là 90 tệ cậu kiếm được. Ít sao? Không ít đâu. Đây là lương của một sinh viên đại học như cậu. Tốt nghiệp xong làm 2 tháng mới kiếm được đấy. Nhưng mà tôi muốn chuộc lại chiếc vòng thì phải 170 tệ. Hay là như vậy, chúng ta tiếp tục làm. Bỏ đi, bỏ đi. Thôi bỏ đi. Không cần nữa. Sao vậy? Ông không hài lòng về kỹ thuật của tôi sao? Hài lòng? Rất hài lòng. Hài lòng tại sao lại không làm nữa? Tôi nói rồi, tôi vẫn có thể làm một ngày nữa. Em trai à, đối với cuộc làm ăn kiếm nhiều tiền như chúng tôi cần một đối tác ổn định lâu dài. Không phải là công việc bán thời gian. Cậu đi đi, người thay vị trí của cậu sắp đến rồi. Anh ấy không cho mình đến trường ngựa, tự mình phong dương rồi. Đây là không từ bỏ Tiểu Ninh sao? Tôi dùng 90 tệ và kỹ năng của mình ký hợp đồng làm việc với ông. Đây là điều đúng đắn. Mọi người cùng nhau kiếm tiền. Cậu vất vả rồi. Đi trước đi. Dân. Thưa ngài. Thưa ngài. Thua Diên Soái rồi sao? Tên khốn đó chơi gian lận. Nếu thua rồi thì câm miệng. Chỉ thắng mới có quyền giải thích. Dân.
Thưa ngài, tôi thấy viên giả không thể dùng được. Lòng tham và dục vọng của con người luôn được phóng to vô hạn trước đồng tiền, cho nên những người có khiếm khuyết và dục vọng mới dễ sai khiến. Giao những cái này cho người của chúng ta, thu lưới. Vậy chuột nước thì sao? Cậu nói xem. Thái quân, vì ngài yêu cầu tôi đã làm xong rồi. Làm tốt lắm. Lên xe rồi nói. Vâng. Lái xe. Chuột nước, ông thần kinh sao? Ông không thể nói nhỏ được sao? Trói lại. Không phải. Các người muốn làm gì vậy? Này, các người muốn làm gì? Tôi bị quan. Không phải. Quan sao? Cái này không lẽ là cà phê? Hay cái này là rượu gạo? Một cơ sở sản xuất ma túy quy mô lớn như vậy rất hiếm thấy ở tù giới. Cậu bây giờ nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ. Cậu kêu quan ức cái nỗi gì? Không phải, cái này. Những thứ này không phải của tôi. Những thứ này đều là của chuột nước. Tôi chỉ là một sinh viên đại học bị anh ta bắt cóc tới đây. Tôi là con tin đấy. Con tin? Theo tôi thấy, cậu giống hung thủ giết người thì hơn. Cho vào. Anh ta sao lại chết rồi? Những thứ này đều là của anh ta. Anh ta bị người khác tìm móc phiên quá liều. Không phải tôi làm. Tôi chưa bao giờ ra khỏi cánh cửa này. Tôi không có làm việc đó. Tôi nói cậu làm sao? Báo cáo thanh tra. Mốc phiên còn lại trong ống tim của người chết giống mốc phiên được chiết xuất tại chỗ. Không. Không phải tôi làm. Tôi bị quan. Tôi không có làm. Đừng nói nữa. Tôi hiện tại nghi ngờ cậu chế tạo ma túy và cướp của giết người. Đưa đi. Không phải. Đưa đi. Tôi bị quan mà. Các người không được bắt tôi. Tôi thực sự là đến cửa còn chưa ra khỏi mà các người bắt tôi làm gì? Thưa ngài, viên giả đã được đưa đi theo ý của ngài rồi. Ngọc Tú, nhưng thuộc hạ vẫn rất lo lắng, cảm thấy chưa đủ lý do để viên soái đem sự bất hạnh của em trai mình liên hệ tới quan gia. Ý của ngài là có cặp vòng tay ngọc bích này không phải đem tất cả vấn đề liên kết lại với nhau rồi sao? À, 属下明白了.
Thuộc hạ hiểu rồi, đây chính là nguyên nhân thực sự ngài bảo thuộc hạ tham gia thi đấu đua ngựa. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả đội đua ngựa của cậu rút khỏi thi đấu hết. Dân. Chào anh. Chào đại tiểu thư. Di soái đâu? Tại sao tôi vẫn chưa thấy anh ta và Tiểu Hoàng Phong đi ra? Di soái xin nghỉ rồi. Vừa thắng một trận đã bắt đầu thể hiện. Đại tiểu thư, sáng nay nhận được thông báo tất cả các tay đua Nhật Bản đều rút khỏi cuộc thi. Di soái có hay không cũng không phải vấn đề nữa. Vậy thì thắng cũng không quá đã. Tại sao di soái anh ta lại xin nghỉ? Hình như không tìm thấy em trai của anh ta đâu. Tại sao lại không tìm thấy? Liệu không phải bởi vì quan gia không thuê anh ta, anh ta nghĩ không thông đó chứ? Tôi đã tra rồi, Diên Dạ vẫn chưa có bằng tốt nghiệp. Quan tâm anh ta tốt nghiệp hay chưa làm gì? Chú Kiệt, chú đi viết cho tôi một lá thư tuyển dụng Diên Dạ. Nếu như em trai anh ta không ở đây, Diên soái sợ là thật sự không giữ nổi. Chuyện này có phải nói cho ông Quan một tiếng không? Đây là cha tôi nói cho tôi tối qua đấy. Đi đi. Cảm ơn. Soái tử, tên nhóc này chưa bao giờ đến muộn. Con đã gửi bức điện cho Diên Dạ rồi. Diên Dạ, anh ấy nói sẽ đến đón con. Diên Dạ bây giờ đang tìm việc phải không? Anh ấy xếp thứ nhất, không cần tự tìm việc làm đâu. Mọi người đều tranh cướp anh ấy. Con đoán chắc anh ấy bận quá không thể đón rồi. Con gái ngốc à, Diên Dạ bình thường thích mơ mộng, con cũng thích nằm mơ theo. Ban ngày ban mặt. Có điều ta thấy con nằm mơ cùng với Diên soái thì chân thật hơn một chút. Cha à. Được rồi, không nói nữa. Chúng ta về nhà trước đã. Đi. Sư phụ, lái xe không? Chú Tiết, Tiểu Ninh. Là Diên Dạ bảo anh đến đón chúng tôi sao? Là soái tử bảo tôi đến đây. Vậy soái tử đâu? Diên Dạ này chuyện gì cũng nói cho soái tử biết. Soái tử đâu? Cái đó soái tử và Diên Dạ cãi nhau rồi. Diên Dạ tìm không thấy đâu. Có chuyện gì vậy? Không phải Diên Dạ xảy ra chuyện gì rồi chứ? Không sao, Diên Dạ thăng quan rồi, đi công tác rồi. Nào đi thôi, lái xe. Được rồi chú Tiết. Xe đến đây. Thưa ông, dinh thự của ông ở Hồng Kông tất cả đã được cải tạo xong rồi. Làm tốt lắm A Kiệt. Ông định khi nào thì qua đó? Ông trả lời lại họ. Trong vòng một tháng. Đây là đại tiểu thư bắt tôi làm. A Kiệt, e là ông cho cậu ta làm giám đốc, cậu ta cũng sẽ không quay lại. Ông quên những gì cậu ta nói lần trước rồi sao? Bến Thượng Hải không phải lúc nào cũng là của Quan Bỉnh Nghĩa. Con người này khát vọng lớn nhưng lòng dạ không lớn. Phủ của ngài Quan đây. Chào thanh tra William. À? Em trai Diên soái Diên Dạ vào chuột nước sản xuất ma túy còn giết người. Tôi dám chắc chắn chuyện này với ngài Quan và thương hội không hề có bất cứ liên hệ nào. Đưa điện thoại cho tôi. Ông Quan, ông lập tức đi Hồng Kông đi. Đừng quản chuyện này. Nhưng chuột nước là người của Lâm Thế An. Chuyện này gián tiếp liên quan tới chúng ta. Ông giải cứu Diên Dạ vào lúc này không phải càng giấu đầu lòi đuôi không thể giải thích rõ sao? Thanh tra, ông Quan bây giờ không có ở đây. Dân,
Khi nào ông ấy quay lại tôi sẽ nói với ông ấy. Dân dân dân. A Kiệt, ông là có ý gì? Không quan tâm cậu ta. Nếu viên soái đến cầu xin tôi thì sao? Cậu ta sẽ không đâu. Trong chuyện này có điều mờ ám, miễn là không làm tổn hại đến ông và tiểu thư, không ảnh hưởng tới thương hội thì ông đừng dính líu vào. Những năm nay ông không cho buôn bán thuốc phiện, đã đắc tội với nhiều người. Lại là âm mưu đen tối gì đây mà phải làm khó hai đứa trẻ tội nghiệp này. Đi thông thả. Quang Ngân lần sau lại đến. Chào anh, tôi là đồng nghiệp của sái tử, anh ấy có ở đây không? Không ở đây. Không phải, anh có chuyện gì cứ nói với tôi. Em trai anh ta chế tạo thuốc phiện với chuột nước còn giết người, bị thanh tra bắt rồi. Đại tiểu thư gọi anh ấy đến trường ngựa ngay lập tức để bàn cách giải quyết. Không phải, đợi đã. Anh trong cửa hàng đi, không phải cô. Thu Thu, xảy ra chuyện gì? Chú Tiết à, cái đó đồng nghiệp anh soái vừa tới đây nói rằng viên giả chế tạo ma túy còn giết người, bây giờ bị bắt đưa đi rồi. Đồng nghiệp, cậu có biết người vừa nói với cậu hay không? Không biết nữa, nhưng anh ta mặc đồ đồng phục của trường ngựa. Đừng sốt ruột, mau tìm viên soái về đây. Nhớ lấy, các cậu ai cũng không được bốc đồng và liều lĩnh, có biết chưa? Nhanh đi đi. Có phải viên giả xảy ra chuyện rồi không? Không có gì. Là Khư Thu đã đắc tội với con gái, cha bảo cậu ta đi lấy quà, xin lỗi rồi. Mà họ không có ai trong cửa hàng, con giúp họ trong cửa hàng đi. Bây giờ cha tới trường ngựa quỷ phép. Đồng Phúc, chúng ta đi thôi. Được được. Trong cửa hàng cho tốt đấy.